thời Đức Phật, đáng nhắc thiết trí ở thành Phương Xá trong núi Linh Thú dùng sức thần thông thị hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cao hậu diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bấy giờ trong hộ có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tín Từ Tòa đứng dậy sửa lại y phục vén áo vai mặt cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây muốn có chỗ hỏi, thưa Tịnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn đủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chánh pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết sang thời phật pháp, vào thời kỳ này chúng sanh phước mỏng, nhiều sự suy bồn, quốc độ xảy ra rối loạn, hoài hoài tay họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sợ sệt bất xuất chứng sinh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất điểm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi những tiếng khen thêm người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể kiên tâm tu pháp. Xuất yếu trong thời kỳ này, chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng, do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế. Cho nên đối với chánh pháp của Phật, căn tiến của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến đủ lần lần. Đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại có rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân, lần được chẳng còn. Vào thời mặt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, còn vì thời đại ác được sau này khi tượng pháp sắp hết, và vì chúng sanh căn lành nhỏ nhoi trong thời mặt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin được trừ si bồn. Bởi các chúng sinh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại, nên họ thói tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế, và nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng chìm cầu thiện pháp. Chúng sinh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả sinh khởi phương tiện, dạy rõ điều này, kiến lìa lưới nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin đương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tín rằng: lành thay ông hỏi việc này hay lắm. Chắc vừa ấy ta đây trong hội này có đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người vị Bồ Tát ấy, sẽ vì ông mà dựng làm phương tiện mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tịnh Tín bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai đã đáng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tín: Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì đương sức đại từ đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện thân người ứng thân mười phương. Dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trượt riêng người là làm lợi ích giáo hóa sau dài hơn cả, lại cũng nương sức huân tập thệ nguyện thuở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 10 một kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà thành tục chúng sanh. Do đó trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm oai đức thù thắng chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa thế giới này từ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đắng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp đắc sau có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, kiến chẳng khiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy. Cho nên nơi thế giới này chúng sanh khác ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tín đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng:
hai thầy đấng đại sĩ cứu đời, hai thầy đấng đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác được dùng phương tiện gì để giáo chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin nay đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài kiên định tiếng rằng: này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ bị ông bà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác được những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất định, vân vân, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, vân vân, do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay riêng lòng tin tưởng sâu sắc đối với ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chứng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều, tâm trạng sáng tỏ, cầu nhiều, lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chướng nặng như thế nên dùng phương pháp xem tướng mọc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này. Duyên hợp mà có duyên hết thì ta nghiệp nhóm theo tâm tướng hiện quả khởi, chẳng mắc chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt là đệ tử Phật. Hãy nên học tập phương pháp chiêm xét tướng mọc luân này, hết lòng đương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sanh ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mọc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau đều, đầu hai mảnh gỗ nhọn lằn lằn ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân về nghĩa này, mệnh danh là luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chính đến trốn an ổn, nên gọi là luân. Về tướng mọc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước. Luân này có 12 là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước, hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau. Luân này có 3. 3 là luân tướng, biểu thị thọ báo sai biệt cả trong 3 đời. Luân này có 6. Nhưng muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân, y 10 luân này biết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân ghi ở một mặt, cải lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho căn đối mẫu luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm tiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm tiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm vẽ tướng mọc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ trong tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, chư hỏi lãnh nhận chánh pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả pháp tặng, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đập tụng tu hành đúng pháp về người diễn nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả hiền thánh, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường pháp bổn tâm Bồ Đề đến bắt thói chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi tùy chỗ có được hương hoa văn văn đen sám cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường khắp giác hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những bốn
hoa hương dâng cúng đồng với pháp tính xong khắp tất cả cõi nước mười phương của đất Phật động làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả vốn cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hoa hương chuỗi ngọc tràng phan bảo cái những món trang quý các thứ âm nhạc đàn đúc sáng tỏ món ăn thức uống y phục mền nệm thuốc thang vang vang cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tặng khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh dâng hiến cúng dường. Lại đây nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường việc được dẫn dắt tu pháp cúng dường lạc nguyện tăng ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả ở cõi nước mười phương. Ở mỗi mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh đồng đem dân hiến cúng dường tất cả pháp tăng sắc tăng xá lợi hình tượng chùa viện tháp miếu tất cả Phật sự của các đức Phật cúng dường tất cả bao nhiêu pháp tạng và chỗ thuyết pháp cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi lần lần thành tựu 63 la mật 4 vô lượng tam biết sau các pháp xưa hay nay vắng lặng không sinh không diệt nhất vị bình đẳng thì niệm thanh tịnh rốt ráo đầu đời. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm nhắc tâm xưng đằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xưng danh như vậy đủ 1.000 lần qua 1.000 niệm rồi, bạch lời như vậy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đại từ đại bi cuối mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng thêm lớn đức tin thanh tịnh kiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp sư tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi sau đó, tay cầm mộc luân ở trên vạt sạch, dây qua một bên, cách thức như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm sát tướng mộc luân đây tùy nghiệp được hiện đều phải mỗi mẫu quan sát kỹ, lưỡng suy tư, nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác sang lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ, nghiệp nhân như vậy giống loại chẳng đồng, tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này như tương xứng với nghiệp tập phiền não đó mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng phải biết lá chả đó là chẳng hết lòng thành mà là lúng sai. Nếu chim tướng mộc luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu, hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện, trường hợp thuần thiện chẳng đủ thuần ác chẳng đủ thì hai hạng người này những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu chưa nhẵn đến quả do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý chớ tự dễ nuôi rồi khởi buông lung liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước cho nên ngày nay được báo được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành rối rắm, lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu chớ nên nghi hối mà thoái tu thiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng, nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng mộc luân thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên khắc khổ ra làm ba biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi viết chữ vào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến trí mí. Kế mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp tiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vờ tô điểm nghiệp ác si hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại thiện nghiệp đã là mạnh mẽ bén nhạy việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn chỉ mới tập tành. Nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh, nét khắc và nào
mà vừa to vừa sâu, tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm dư họa cũng đầy. Nát gấp nào mà vừa to vừa cạn, tượng trưng cho sự tối. Tu thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập thành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng nên lắm. Hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luân tướng lần đầu chỉ, thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo, đời trước nhân chẳng thể biết tập quán chứa nhóm sâu la lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hay lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chim sát luân tướng gần lần thứ hai nữa. Nếu như chim sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo thân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo thân luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần, phải tùy theo nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chim cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai lúng. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bắt sát hay nghiệp thâu đạo. Ý trước chú mục xem nghiệp bắt sát trong, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng. Lại cũng như vậy, càng phải biết rõ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại bảo ngài Kiên Tịnh Tín: Này thiện nam tử, nếu đạo sơn này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí huệ trí tuệ vô tướng, càng phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí huệ. Trước hết càng phải tu pháp sám hối. Vì sao? Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thắc tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ác lìa các chướng, thiện nam tử hành giả muôn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo phan lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục chớ cho hôi hám mỗi ngày 3 lần. Ở trong thất ấy ba thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lại 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật kế đó, tùy 10 phương mà mỗi lại trung vạn tâm, lại khắp nơi có sắc thân xá lợi, hình tượng tháp biếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại trung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời, lại nên vạn tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên vạn tâm lại khắp tất cả chư hiền tánh tăng trong khắp 10 phương. Sau đó si riêng sân danh thêm định và đỉnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lễ. Như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng mập cuối mong 10 phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại, xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến, điên đảo, chê ba tam bảo, tội nhắc diễn đề văn văn. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội, kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh. Xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác xin nguyện, vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành xin nguyện, từ trụ mãi
trên thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn, kế lại phát lời nguyện tùy hỷ miệng con và khắp tất cả chúng sanh, rốt đá lì hẳn thứ tâm ganh tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học được các công đức và được thành tựu con đề tùy hỷ, kế lại phát lời nguyện hồi hướng nguyện những công đức mà con đã tu, nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tỉnh thất, ngồi thẳng nhắc tâm hoặc niệm lớn tiếng hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất kinh hành niệm tụng. Kế đến là phần dời dắt trong ban đêm, nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm cũng nên ba thờ cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn đến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tịnh thất một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành pháp như vậy, chớ lười bỏ vế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạt chúng sanh nghiệp có dày mỏng cho nên căn tính có lanh có chậm sai khác không lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Đến như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng lăng tăng trưởng, trải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm luộc, tội trướng sau nặng càng phải luôn luôn phát tâm dẫm bảnh chẳng đói, tưởng đến việc tiết thân mạng thường xuyên sân niệm sám hối, sớm tối kinh hành diệu quan tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ lễ sáng phát nguyện vui tu cúng dường chẳng lười chẳng bỏ, dù cho bác bạn cũng chẳng dừng thoái tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử nếu muốn được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám phát qua sau 7 ngày, phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tứ mộc luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay gieo luôn 3 lần. Nếu thân khẩu ý đều là thuần thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại về đời sau này. Các hạng chúng sanh người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật pháp đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng, hoặc có chúng sanh khi được ba nghiệp thuần thiện bàn liền được thêm các thứ tướng hảo, hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, người nay thanh tịnh ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được ba tướng được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng dấu nghị, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế từ sự nhiếp thọ của họ mạnh lanh thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh từ quan khiến họ an ổn lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ trần thông biến hóa lại, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những giáo pháp thâm yếu ngay đó người ấy hướng về thừa nào tất được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dầu chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp hệ siêng tu học với lòng trí thành khiến thân khẩu ấy được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và 54 cái lần lượt nhạy mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hễ gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo rầu bức bách cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ xin lòng sân niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành cũng sẽ mau thoát các tứ suy não bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh tại gia xuất gia
muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng, chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng trí thành. Khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hải khá thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đại lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp. Bồ Tát tu hành trước kia phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư Đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện để rành mười tướng trước hết, nói mười giới trọng căn bản, kế đến nêu chung ba thứ tự giới, tự thệ mà thọ đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi, lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng tâm, họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, xong những người ấy còn chưa xuất gia, hãy lên cạo tóc, mặc vào pháp y, lập nguyện như trên, tự thệ mà thọ ba tụ luật nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòa học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiến tập của Bồ Tát thừa, thọ trì đọc tụng văn quán sát tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước tệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của sa di hay sa di ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu vị đầy trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới sa di mới thọ thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một sa di hay sa di ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tạng suy bà đọc tụng suy nghĩ quán sát tu hành hải siêng cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni. Lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng một mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới chẳng gọi đắc giới, bấy giờ ngài kiên tịnh tiến khỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch đắng đại sĩ về sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng đáp: này thiện nam tử, nói về trí tâm tóm tắt có hai, những gì là hai? Một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm độc tập, hay là trí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dõng mãnh được sự trí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng, những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ. Hai là tâm dõng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng. Ba là thân tâm, nghĩa là tương ưng với pháp đốt ráo chẳng thoái. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được trí tâm bạc hạ thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác, ba đời lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân, nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó. Mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số. Số ghi thứ lớp không cho lộn lạo nên biết những số như thế đều trừ số 1 mà khởi lấy 1 làm gốc. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp. Tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật, tướng tự tánh thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi, nương nơi cảnh giới của nhất thật tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng, sẵn có vô minh chẳng rõ, nhất thân pháp giới, nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi. Phân chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý đương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác
quan hoặc nghịch, hoặc thuận, chẳng nghịch, chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật, đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tướng mộc luân cách thứ ba này. Chim sát bằng cách tính số cộng lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác các tướng quả báo thiện ác ba đời. Để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bắt thói chuyển. Hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không thói chuyển. Bốn, cầu thanh văn thừa được bắt thói chuyển. Năm, cầu sức thần thông được sự thành tựu. Sáu, tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. Bảy, tu thiền thế gian được sự thành tựu. Tám, giới nào muốn thọ là được diệu giới. Chín, giới nào từng thọ được đầy đủ giới. Mười, cầu thượng thừa nhất nhân đức tin chưa trụ. 11, cầu duyên giác thừa nhân đức tin chưa vẫn. 12, cầu thanh văn thừa nhân đức tin chưa vẫn. 13, người được chim sát chính là bạn làm. 14, tùy nghe những gì là đều đúng chánh pháp. 15, người được chim sát chính là bạn ác. 16, tùy nghe những gì đều sai chánh pháp. 17, người đang được xem có đức thật sự. 18, người đang được xem không có thật đức. 19, nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20, nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21, những gì đập tụng là không lầm lộn. 22, những gì đập tụng là bị lầm lộn. 23, những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24, những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25, có sở trứng vì gì đều là chân thật. 26, có học những gì đều là sai lầm. 27, những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28, có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29, có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30, nếu giỏi điều gì là trí tà biện bác. 31, biết chỗ hiền diệu chẳng phải sức người. 32, nên trước là tập quán đường lối sáng suốt. 33, nên tập đường lối thiền định trước đó. 34, xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35, xem chỗ được học là điều thích nghi. 36, xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37, xem chỗ được học là đã tu tập đời trước. 38, xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39, xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41, xem chỗ được học không sự tiến thú. 42, quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43, cầu xuất gia thì sẽ được ra đây. 44, mong cầu khai pháp sẽ được chỉ dạy. 45, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46, hãy xem việc làm đều làm ba sự. 47, xem những việc đã làm đều thành tựu. 48, xem việc được là chẳng được thành tựu. 49, cầu giàu của cải sẽ được xung thạnh. 50, cầu vị cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52, cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53, xem chỗ học vắng đạt được nhiều chỗ. 54, xem chỗ học vắng ít đạt kết quả. 55, tìm tài tìm bạn được như ý muốn. 56, tìm tệ tử như được như ý. 57, tìm cha mẹ được như ý muốn. 58, cầu con trai con gái được như ý. 59, tìm thê thiếp như ý. 60, tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61, xem lại những gì lo tự được hòa hợp. 62, người được xem tâm họ mang hờn giận. 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64, cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65, tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66, người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67, người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68, người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69, người bị chê ghét được đời khỏi họ. 70, người mình kính mến sẽ được gần họ. 71, quán pháp ly dục ý được tập trung. 72, quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. Bảy tư, người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75, người được hẹn trước ở lại không đến. 76, người đang được xem được sự an lành. 77, người đang được xem hiện chẳng an lành. 78, người đang được xem sẽ đã không còn thân. 79, người mình trong gặp sẽ được gặp họ. 80, những gì mình đang làm, những gì mình đang tìm được gặp lại. 81, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82, những gì mong tìm thấy chẳng như ý. 83, xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84, xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86, cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87, cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88, tìm những của cải sẽ được như ý. 89, tìm của nuôi thân ít được kết quả. 90, có cầu những gì thảy đều sẽ được. 91, có cầu những gì thảy đều chẳng được.
92 có cầu những gì ít được kết quả, 93 có cầu những gì đều được như ý, 94 có cầu những gì điền được nhanh chóng, 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng, 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất, 97 có cầu những gì sẽ được lợi lành, 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ, 99 xem vạc bị mắc sẽ tìm lại được 100, xem vạc bị mắc chẳng tìm lại được 101, xem vạc bị mắc tự trở lề lại 102, cầu lì ách nạn được thoát ách nạn 103, cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành 104, xem những việc đã qua không chướng ngại 105, xem những việc đã qua có chướng ngại 106, xem nơi đang ở được dừng ở yên 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an 108, nơi vừa mới đến được sự an vui 109, nơi vừa mới đến là có ách nạn 110, nơi vừa mới đến là lưới của ma 111, nơi vừa mới đến khó thể khai hóa 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích 114, con đường dạo qua không bị não hại 115, con đường dạo qua có bị não hại 116, vua dân ác nên đói kém nổ lên 117, vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch 118, vua dân tốt nên nước được giàu vui 119, vua vô đạo nên nước tai hại lớn 120, vua tu đất tai nạn loạn ly diệt 121, vua làm ác nước sách bị phá hoại 122, vua tu thiện nước được xây dựng lại 123, xem chỗ dạ qua được khỏi ách các nạn 124, xem chỗ dạ qua thoát chẳng thoát khỏi nạn 125, nơi được nơi đang được ở mọi người an ổn 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại 127, tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên 128, là nơi nhàn tịnh không có ác nạn 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì an 132, giác mộng được thấy không gây tổn hại 133, giác mộng được thấy có sự tổn hại 134, giác mộng được thấy tinh tấn thì an 135, giác mộng được thấy là một nơi lành 136, thấy chứng loạn đó nhưng mau được lìa 137, thấy chứng nạn đó lần lần được lìa 138, thấy chứng loạn đó mà chẳng lìa khỏi 139, thấy chứng loạn đó nhắc tâm là trừ 140, thấy nạn đang bị nhân mau được thoát 141, thấy nạn đang bị lâu mới được thoát 142, thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não 143, thấy nạn đang bị tinh tấn giải thoát 144, thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết 145, thấy bệnh đang mắc rắc chẳng nên điều trị 146, thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá 147, thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân 148, thái bệnh đang mắc có thể trị liệu 149, thái bệnh đang mắc có thể trị liệu 150, thái bệnh đang mắc lên tấn là lành 151, thái bệnh đang mắc phải khổ lâu dài 152, thái bệnh đang mắc tự động sẽ lành 153, thái bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi 154, thái bệnh được chữa là trị đúng pháp 155, thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực 156, thái bệnh đang mắc được trừ lành hẳn 157, thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu 158, cách được trị liệu là chữa trị sai 159, để thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực 160, thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết 161, đó là trong đường địa ngục mà đến 162, từ trong con đường súc sanh mà đến 163, từ trong con đường ngạ quỷ mà đến 164, từ trong con đường Atula mà đến 165, từ trong nhân loại mà đến 166, từ trong loài trời mà tái sanh đến 167, từ trong những người tại gia mà đến 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến 169, đã từng gặp Phật cũng dừng mà đến 170, từng gần cúng dường hiền thánh mà đến 171, tầng được nghe pháp đắc sau mà đến 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục 173, bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sinh 174, bỏ thân rồi là sẽ đọa làm ngạ quỷ 175, bỏ thân rồi sẽ làm a la tu la 176, bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo 177, bỏ thân rồi làm vua trong loài người 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên quả trời 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua quả trời 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp đắc sau 181, bỏ thân rồi được xuất gia tu học 182, b�thân rồi sẽ được gặp thánh tăng 183, bỏ thân rồi lên sinh lên trời đau xuất 184, bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật 185, bỏ thân rồi liền được thấy các đức Phật 186, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn 187, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188, bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả 189, bỏ thân rồi liền được bạc thượng thừa. Này thì nam tử đó quả là những tướng sai biệt của 189, thế quả báo lành các chim sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến, nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai là các số cộng gieo cho người nào mà con số thành với việc tâm đang trú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng, ấy là chẳng hết lòng thành, như thế quả là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là cái ấy đã được vô sở hữu, không gì để vui
vướng mắc. Lại nữa thì nam tử nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ phải nê, cân nhắc, quán xét tâm mình có tham, danh lợi thế gian hay không, bên trong có ý có thanh tịnh hay không, sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước dốc lòng phát nguyện vì họ chim sát, chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy, tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, giàu cho chim sát chẳng, nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai làm một cách hư lúng mà thôi. Lại nữa các hạng chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì được chim sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt phải nên nhớ, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chim sát sẽ được tốt lành, cầu gì được tái hiện đời, lìa khỏi những sự suy buồn kênh chim sát nghiệp án thiện ác. Hết quyển thượng. Ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.